Tiến vào lễ đài là ba CEO tập đoàn son tím nổi tiếng nhất. Họ đã chứng minh cho chúng ta thấy thành công không đợi tuổi khi thành lập ra hãng son tím, nổi tiếng mang thương hiệu độc quyền nhà TF. Người lớn nhất là A Khải, chỉ mới 1,9 tuổi nhưng đã là nhà sáng tạo son Kim Anh cả. Anh sở hữu cơ bụng nước lèo quyến rũ khó quên. Hai CEO còn lại mang trọng trách ship son xuyên lục địa, có lòng yêu thương anh cả da diết. Chúng ta cùng hoan nghênh CEO cấp cao tập đoàn son tím TF A Khải, A Trôi, A Chiên. Chúc tôi sáng cho.